quái rồi. U nu hiền muội rồi. Hình như có áo với quần lộn đúng không? Đó đó, có một bộ áo này quần tia nên chị quăng ra đó. Bởi vì kiếm ngoại. Quyên hả, chưa được chứ à? Chưa thấy Quyên ha, nó bốn chị kia là nói nè. Chà. Ngon lành. Bảy là nó lâu rồi đó. Người chồng nó cũng chết luôn, mình cũng biết vậy đó. Má nó bị ép không. Về chưa? Hello cả nhà, tiếp lại like tiếp cô Tâm Hằng tiếp tục nha cả nhà ơi. Rồi đây, cái mẫu sát nách là duy nhất một mẫu thôi. Cái cô Tâm Hằng này là sát nách là chỉ có một kiểu này, không có kiểu thứ hai luôn cả nhà. Cái kiểu mà vét như thế này nè, một kiểu này. Cái này 55kg trở lại, XL 55kg trở lại, XL 55kg trở lại. Đi nghe nữa ai đó kỹ tận vô. Ok ok ghi đi. Chị cho em hỏi mình chích đủ hai mũi làm sao có thể xanh trong điện thoại chị? Mình tải cái sổ sức khỏe điện tử á là nó tự động nó cập nhật. Còn cái app mới á thì mình lên cái gì ta? Vô cái app, tải cái app BC Covid á, tải cái app nó về. Nhưng mà cái app nó hiện tại là nó chưa có hoàn thiện, nhiều khi là mình tải về mình đăng ký mà nó chưa có hiện lên. Còn cái sổ mà sức khỏe điện tử á là khi mình đi chích là người ta đã đăng nhập vô đó rồi, mình tải cái sổ sức khỏe điện tử là tự động nó hiện lên đó, một mũi màu vàng, hai mũi màu xanh, và cái ngày đó, ngày mình chích, ngày mấy, thuốc gì, tại địa điểm nào, nó có đầy đủ trên đó. Còn cái app mới BC Covid á thì cũng tải về luôn, điền vô, nhưng mà cái đó chưa có hoàn thiện đâu. Cái đó là mới thôi cả nhà, cho nên nó có trục trặc chút xíu. Có người vô được, có người vô không được. À, cảm ơn Ánh Thiện, xin chào Nguyễn Trang. Ủa Tiết Mặt 55kg trở lại. À, hôm nay Tiết không có like Hùng Thái Trương Phong Trương. Đồng Nai chưa ship được, thiệt chứ giận. Giận bên Việt Heo lắm luôn á, mà không biết làm gì giờ, giận thôi chứ không biết làm gì giờ, không ship được, làm không bán được cho khách, giận tím cả người luôn. Bộ mặt còn nha Bích Linh Trân, bộ mặt là 55kg trở lại, chốt cho chị là XL sắc mắt 55kg trở lại, XL sắc mắt. Rồi sáng ai có đơn báo Tiết nha. Báo Tiết là dồn đơn sáng để Tiết dồn ngày mai là Tiết chốt. Ngày mai mới chốt, dồn sáng chiều và mai chốt. Bộ chị mặc vừa lấy cho em nha. Em một vỏ chị 54kg lần đó, 54kg đang mặc nè. Hôm nay mập rồi. Đó, mặc lớn hơn size rồi. 54kg đang mặc, mét 6, 54kg đang mặc. Rồi, nói chung chích thuốc gì bây giờ chích thuốc của hãng nào cũng ok hết mọi người nha. Yêu cầu là mình chích đủ hai mũi, là mình chích đủ thời gian là nó ok rồi, đừng có phân biệt mà thuốc của nước này nước kia thuốc nào cũng tốt hết trơn á. Chị Lâm Vẹn không có đơn nha chị, ít là sắc nách Ngọc Trân, Ngọc Trâm
xin lỗi Ngọc Trâm trước rồi nha. Là sắc nách Ngọc Trâm là bộ tiết răng mặt nè. BL, xíu từ không chị, BL là cái gì? Lê Thị Minh Thư nè, BL là cái gì em? Rồi, cái này XLB. Dạ chị Quỳnh Hương ơi, từ từ là được tiêm hết á chị. Tại Sài Gòn á thì dùng đỏ mà, cho nên người ta uống tiêm, người ta tiêm trước. Dùng đỏ để tiêm trước mấy chị. Rồi, chốt đơn cho Tiết cái này XLB nè, 57kg trả lại cho Tiết nha. Cô Tâm Mịn Tiết chưa có hàng, Loan Kim ơi. Ai có đơn hồi sáng nhớ nhắc Tiết là ghi ra Tiết là dồn đơn để Tiết soạn đồ Tiết dồn ngày mai Tiết chốt cho mình nha. Bộ đang mặc là Tiết đã chốt rồi nè, bây giờ chốt bộ cầm dùm Tiết nè. XLB dùm cho Tiết nha, 56-57kg trở lại. Chị nào mình không biết mình mặc size gì thì lên cho Tiết số ký kèm với chiều cao luôn nha. Cả nhà nhớ mình kèm với chiều cao luôn nó mới chuẩn nha. Rồi, chốt cho Tiết nè, XLB nè, 56-57kg trở lại. Bạc Liêu ship được em, Bạc Liêu ship được. Bình Dương chưa ship được kìa luôn, chưa được anyone. Chị Lâm Vạn ơi, chị đặt hàng là chị lên mã cộng số điện thoại nha chị. Trời ơi, bụng một đống luôn, một vỏ hơi thon gì mà thon nổi. Rồi, ít là đen 57kg trả lại, 56-57kg trả lại, ít là đen 56-57kg trả lại, ít là đen. An Quách nhận được 5 bộ ton, thật đẹp Tuyết ơi. Dạ, cảm ơn An Quách. Ít là đen nha, 56-57kg trả lại, ít là đen. Đặt hàng là mã cộng số điện thoại nếu mà chưa có đơn hoặc là khách mới. Đó, cứ như vậy mấy chị ơi, chứ không có bắt cọc gì hết. Khi nào mấy chị mua 5-6 bộ trở lên thì mấy chị mới cọc dùm cho Tuyết nha. Trung Võ Văn có XL đen, ok nè. Đó, đặt nè, mấy chị đặt hai cái mã em đặt nè, để em lấy cho đúng, tại vì hàng bên em nó lộn xộn. 75kg mình Tiết không có đồ nha, đào lên không có đồ 75kg nè. Tiết ơi, đồ chốt lâu rồi vẫn chưa được em. Để em coi chị Quân Vũ. Chị ơi, ở Nam Định lâu lắm chị, 7-10 ngày rồi nghe chị ơi. Quân Vũ ơi, thông cảm giùm em nha. Bến Tre, Bến Tre ở Ngọc Lê em ở Bến Tre Tùy Quyện nữa, Tùy Quyện nữa. Có quyện giao được, có quyện là giao chậm nè, giao khó khăn nè, nó đủ thứ hết trơn. 3X trắng 60-62 cái trở lại, bộ tiết mặt tiết chốt rồi nha cả nhà. 3X trắng nè, 60-62 cái trở lại tiết nha. Bình Đại Bến Tre, đâu có nhớ nổi không anh hả? Ngọc Lê em cứ đặt đi rồi để chị lên đơn lên máy rồi chị coi chị báo lại cho, cứ đặt đi nha. Rồi, bộ em mà em chốt rồi mấy chị, bây giờ mấy chị chốt những cái bộ mà em dơ lên đi nha, bộ em mặc em đã chốt rồi. 3X trắng nha. Bây giờ nhiều tỉnh nhiều quyện quá, Tiết không thể nhớ được cả nhà. Cho nên là mình cứ đặt đi, rồi lúc mà chốt đơn Tiết nhập máy thì nó mới hiện lên được. Ừ, dùng đỏ, dùng xanh, dùng gì đó thì Tiết mới trả lời chính xác nha. Nhưng mà riêng hai cái tỉnh Đồng Nai và Bình Dương thì chắc chắn là bên Tiết chưa có giao hàng được. Rồi, 2X xanh bi nè. Ít là đen chốt rồi nha chị. Ít là đen chốt cho khách rồi. 3X trắng cho Linh Nguyễn. 3X trắng cho Linh Nguyễn. Mỹ Từ ớt bờ là cái gì? Chị Kinh Võ chị ghi rõ, em đọc không ra nè. Mỹ Từ. Rồi, 2X xanh bi nè, 58kg cho lại cả nhà ơi. 2X xanh bi 58kg cho lại. Hai x xanh bi nha, 58kg cho lại. Hai x xanh bi. Bộ mặt hết rồi chị Phạm Hằng ơi. Hồng dạng mà size L em ơi. Hai x xanh bi 58kg cho lại. Hai x xanh bi. Cổ Nguyên có 2X xanh bi.
Rạch Giá, Bạc Liêu gửi được nha hết. Giao hàng được nha. 3 ít hoa đỏ 60kg trở lại. Tay lưới nha cả nhà. Cả nhà chốt nhìn tiếp nè, 3 ít hoa đỏ. Hả? 3 ít hoa đỏ. Ai trời ơi, bộ đẹp. Bộ này đẹp nè cả nhà ơi. Đây hoa nè. Mã này 3 ít hoa nhìn tiếp nha, 62 ký trở lại. Đó, cái bông này quá đẹp luôn. Cả nhà chốt hình tiết nha, 3 ít hoa 62 ký trở lại. Rồi, 3 ít bi 62 ký trở lại. Ok, cổ nguyên 3 ít bi. Rồi 62 ký trở lại. 3 ít hoa đỏ Thu Thảo Lê. Đẹp tuyệt vời luôn. Thu Thảo Lê 3 ít hoa đỏ nè. Rồi 3 ít hoa 3 ít bi. Bát hoa Trần Hoa. Trần Hoa 3 ít hoa 3 ít bi. Đây bi nha cả nhà ơi, 3 ít bi nè. Nào cũng đẹp hết. 3 XB dùm tí 62 ký trở lại dùm tí nha. 3 XB. Bảy phối đi cả nhà. Phối nè ha, 3 X phối. Chốt dùm tí 3 X phối nha. 60-62 ký trở lại. Rồi khách chốt cho tí là 3 X phối. Bộ này 3 X phối dùm tí nha. 3 XB Thu Thảo Lê. Rồi L nè cả nhà ơi, L da đi, L da 50kg trở lại. L da cho tiết đẹp quá trời luôn, L da. Rồi nơ mi mặc XL nha khách, mặc size XL 55kg trở lại á. Rồi L da nè, 3 ít phối nè. 3 ít này 60-62 ký trở lại. L da cho Mai Kim 3 ít phối cho Hồng Ngô. Hồng Ngô 3 ít phối. L da Mai Kim. Minh Tâm. Rồi đợi tiếp coi, Sài Gòn giờ nó giao hơi chậm nha. Minh Tâm ơi thông cảm nha, Sài Gòn là tại vì bữa giờ là còn chỉ thị 16 á, ưu tiên hàng thiết yếu, hàng quần áo nó giao hơi chậm. Nó đang giao á bạn ơi. Rồi 2 ít chữ. Chữ chữ như thế này nha, 58 ký cho loại 2 ít chữ. 2 ít chữ nha, 58 ký cho loại. Rồi chốt mình tiết mã của mình là 2 ít chữ. Rồi chị Trần Kim Yến ơi, em có ghim giá chị, chất liệu và giá ở bên dưới chị. Giá sale 155.000, mình chưa có tính ship nha. Quá đẹp luôn, 2 ít tím 58 ký trở lại. 2 ít tím. Mai Kim dồn đơn, ok khách nha. L vàng 57 ký trở lại. Suka 2 ít tím. Bộ mặt chốt rồi khách ơi. Bộ mặt bán rồi. Cái L vàng này cả nhà. XL vàng 56 57 ký trở lại. XL vàng tay lỡ nha. Rồi chốt mình tiếp XL vàng. Ít là vàng nhiều tiếp ha, 56-57 ký trở lại mình mặc vừa.
nay tím hết rồi, Thanh Ngân chốt rồi bạn ơi, 5X đỏ 70kg trở lại. Bộ em mặc em bán rồi chị ơi, 5X đỏ 70kg trở lại. Rồi chốt hình tiết mã của mình là 5X đỏ nha, 70kg trở lại. Hai ít vàng Nguyễn An An. Nguyễn An An có hai ít vàng hả? Ủa, ít là vàng chứ. Cái này ít là vàng 5657 chứ kia là. Nguyễn An An bỏ giấy đi. Hồng Thanh Nguyễn chế ơi, em chưa nhận được đồ. Em ơi, Sóc Trăng là giao hơi chậm á em. Đang giao nha. 5X đỏ 70kg trở lại. Rồi, giá thứ ghim bên dưới phụng phụng. Giá sale nha, 155.000, chưa có tính ship. XL xanh lưới nè, 5657 ghi cho là XL xanh lưới. XL xanh lưới, 5657 ghi cho là XL xanh lưới. XL đen 5657 chứ cái là XL đen. XL đen này đẹp. XL xanh lưới phu ca, XL vàng cho Nguyễn An An. XL đen. Rồi 57 chứ cái là XL đen. Xanh lưới hết hết à. XL đen nhìn tiếp nha, 56, 57 phía trở lại. XL đen. Đen chờ là đen gì ta? Mặt ngọt phải bộ này á. XL đen này phải không chị? XL đen này nha. Mặt ngọt nè. XL nâu. Cái này là đính đá. Rồi 56, 57 cái trở lại ok cả nhà. Ý là nâu. Rồi ok mặt rồi. Hay xanh lá 58 cái trở lại. Ý là nâu cho Phạm Trường. Rồi ý là đen tiết hết nha Hồng Nhiên Nguyễn. Rồi đặt hàng cộng số điện thoại vô nha khách ơi. Khách là chưa có đơn cộng số điện thoại nha. 2X xanh lá 58 chi cho lại. Hai x vàng chữ 58 chi cho lại. Rồi, chị nào 60kg mà mình gọn người, cao gọn thì mình mặc 2X cũng ok nha. Cao gọn, còn không thì 58 chứ cho lại cho tiếp nha. Rồi, 2X vàng chữ và 2X xanh lá. Rồi, 5X đỏ thì tiếp 70kg trở lại. 5X đỏ, 70kg trở lại. Rồi ai lấy chốt bướm mãi mình tiếp nè, 5X đỏ 70kg trở lại. Bộ mặt tiếp hết rồi khách, chốt rồi nha. Bộ mặt đã bán rồi. 2X xanh lá, chốt đúng chị thì Linh Phan không có XL xanh lá nha. Tiếp tục là 2X xanh lá. Rồi chốt bún mã dùm nha chị Châu Tiến Thành này, chị ghi vàng chữ không chốt được nha chị. Rồi em đọc có sai chốt sai cho em nha, để mấy chị đặt lộn sai mấy chị mặc không vừa. 2X vàng chữ cho Châu Tiến Thành. Đó em đọc mã mấy chị ghi mã đúng mình em nha, tại vì cái hàng này sai lộn xộn đó mấy chị. 2X vàng chữ rồi còn 2X xanh lá và 5X đỏ.
Rồi, 2X khối nè. 58kg trở lại. Chị nào có đơn buổi sáng nhớ nhắc em dồn đơn nha mấy chị. Để em soạn em dồn chung một đơn nha. Rồi chốt đơn cho em, cái này là 2X khối là 58kg trở lại. Rồi khách mới đặt hàng cộng số điện thoại vô. Không có số mình đặt hoài mình không có đơn nha mấy chị ơi. Hai ít xanh lá cho Thu Hằng. Thu Hằng 2X xanh lá 58kg trở lại. Chị Tú Mô nè, hôm bữa mua hàng bên em có gọi chốt đơn là lộn số nha chị. Ấy phối cho Linh Nguyễn. Rồi 3X da 58kg trở lại. 3X da 58kg trở lại. 3X da. Đây ít da 58kg ra. Ủa tiếp mặt chốt rồi chị Diễm Thúy ơi. Lờ riêu 50kg trở lại. Lờ riêu. Lờ riêu cả nhà ơi, lờ riêu nha. 50kg trở lại. Rồi, 3X da. Màu da. 3X da. Lờ đen 50kg trở lại. Lờ đen 50kg trở lại. Rồi, lờ đen nhìn cho tiếp nha. 3X da Nguyễn An An. Rồi 3X nè, đó 3X da Nguyễn An An. Lờ đen 50kg trở lại, mã lờ đen. Rồi 3X da tiếp chốt rồi, gắm ngô rồi, chốt rồi nha. Rồi cái này ghi cho tiếp là XL đỏ đi. 56-57kg trở lại, XL đỏ. 56-57kg trở lại, XL đỏ. Ít lờ đỏ 5657 cái trời ơi, 1m63 nặng 60kg mình mặc 2X nha Quyền Trang, 2X. Lờ đen cho một vỏ. Ít lờ đỏ mặt ngọt. Ít lờ bi cả nhà ơi, có gì kéo trên nha. Ít lờ bi 5657 cái cho lại mặt được. Rồi. Đây. Chốt đơn cho tiếp nha. XLB 5657 cái cho lại mặt được. XLB. Hay X xanh 58 cái cho lại. Hay X xanh. XLB Mai Thí Hằng. Rồi một vỏ dồn đơn hồi sáng. Ok em. Đây 2X nha cả nhà. 2X xanh 58kg cho lại. 2X xanh 58kg cho lại. 2X xanh. Rồi khoa khoa có 2X xanh. Khoa khoa nè 2X xanh. Rồi giống như tiết mặt. XL đen 55kg trở lại. Cái kiểu tương tự thôi, tương tự thôi, sắp nách nè. Rồi chị Ngân Huy ơi, em có ghi bên dưới và giá tiền nhìn giùm em nha. Thấy xanh khoa khoa ok rồi. XL đen nè 55kg trở lại. Rồi đẹp quá. Hồ Thị Hạnh XL đen. Quá đẹp luôn nè. Xuất sắc chưa. 4 cái nút. Quá đẹp. Lời sọc 50kg trở lại. Lời sọc.
đẹp quá, lời sọc 50kg trở lại nha, lời sọc quá đẹp, bộ này đẹp quá à. Rồi XL đen chốt rồi, bỏ hơn rồi, chốt rồi nha. XL xanh lá 56-57 khi cho lại XL xanh lá. XL xanh lá, L sọc cho Khương Ngân, đẹp tuyệt vời. Rồi XL xanh lá, rồi dồn đơn sáng là đi đơn luôn, phải không? Hoa khoa hai bộ đi đơn luôn ha, khỏi gọi nha. Rồi ok, hoa khoa là đi đơn luôn nè. Đấy là xanh lá nha, rồi 56-57 với cho lại. Ba ít hồng da quá đẹp luôn, 62 với cho lại. Ba ít hồng da, ba ít hồng da 62 với cho lại. Rồi, 3 ít hồng da 62 ký trở lại em nha. Rồi, em có ghim ở dưới chị chuột túi thôi, Bình Dương không có ship được nha chị. Phương Ngân này dồn đơn sáng rồi, cuối like mình đi đơn ok em gái nè. 3 ít hồng da 62 ký trở lại. Khách mới đặt hàng kèm số điện thoại dùm tí nha. Rồi, ok pha khoa. Rồi 3 ít vàng 58 ký cho lại. 3 ít vàng 58 ký cho lại. Rồi Trần Ngọc Tỷ hôm nay chỉ like cô Tâm Hèn thôi, không có like măng gồ. Mỗi ngày biết chỉ like loại à cả nhà, lưu ý nha. Rồi ít lời chữ. Chum chum, chị chum chum ơi, Hà Nội em chưa giao được chị. Bấy vàng cho Suka. Suka bấy vàng. Hà Nội em chưa có giao hàng được chị ơi. Ít lời chữ dùm cho em. Ít lời chữ nha, 56-57 ghi cho lại. Ít lời chữ 56-57 ghi cho lại. Chốt dùm em ít lời chữ. Rồi, 3 ít đen nè. 3 ít đen dùm cho em nha, 58 ký cho lại. 3 ít đen. Rồi, 58 ký cho lại cả nhà. Chốt cho em 3 ít đen nha. Đó, kiểu giống như em là nó chỉ phối khác xíu thôi. 3 ít đen, 58 ký trở lại. Ấy vàng hết rồi nha cả nhà. L da 50kg trở lại nha. 50-52kg là ok. Rồi chị Nguyễn Ngọc, mình đổi lại địa chỉ mai tiết gọi mình. Ok chị. Ít lời chữ. Ít lời chữ cho Hồ Loan Hồ. Bay tên Lâm Ngọc Hạnh. Lâm Ngọc Hạnh có 3 ít đen. L da 50-52 ký trở lại. L da nha, 50-52 ký trở lại. Rồi chốt dùm cho tiếp. L da dồn đơn. Quỳnh Chi có đơn sáng nha em. Rồi Quỳnh Chi có đơn sáng, dồn đơn. Xanh xanh đen 56-57 ký cho lại. XL xanh đen 56-57 ký cho lại tiếp nha. XL xanh đen 56-57 ký cho lại. XL xanh đen. Rồi cái này 5 ít cả nhà, 5 ít xanh lá nha, 70kg cho lại. 5 ít xanh lá.
xanh đen cho An Mỹ, XL xanh đen 5 ít xanh lá 70kg trở lại. Nha. Size số 5 là lớn nhất cả nhà. Rồi chị Thu Thanh Dương Thị có 5 ít xanh lá 70kg trở lại. Rồi 2 ít. Chị em mới thử lại bộ 2 ít thôi chờ. Em ơi em xả thì chị không chốt lại Hân Ngô ơi. Rồi em đặt hồi sáng giờ em xả chị không chốt lại nha. Rồi 2X hoa bi nè. 2X hoa bi nha, 58kg cho lại. 2X hoa bi 58kg cho lại. Sớm giờ hả, 5X có 2 bộ nè. Nè nè 5X nè. 5X hiếm, hàng hiếm. Đây. 5X đỏ, 2X hoa bi cho Nguyễn Thúy An. Rồi 5X đỏ nè, 70kg cho lại. Rồi chị Nguyễn Thúy An dồn đơn hồi sáng. Rồi 5X đỏ. Chị Thu Thanh Dương Thị có 5X đỏ. Đỏ này đỏ caro nha, tí có một bộ đỏ chữ nữa nè. 5X chữ. Rồi cái này ghi cho tí là 5X chữ nha, 70kg cho lại nè. Năm ít chữ nha. Rồi có cái gì lái đó nha cả nhà, 5X chữ. Xong bỏ vô. 5X chữ nha. Không mọc đó để chiều mấy cái đồ ấy á, đồ không có chốt nó bỏ vô rồi. Đồ quá khó thì lấy một thôi. Chữ Hương Nguyễn Thị Kim. 2X đỏ là 58kg trở lại, 2X đỏ. Năm ít đỏ nha, 58kg trở lại, 2X đỏ, 2X đỏ 58kg trở lại. Phạm Trường dồn đơn sáng ok khách. 2X đỏ dùng đơn sáng Thanh Ngân. Thạm Trường có đơn không mà nhồn? Đó. Thạm Trường 3 4 bộ buổi sáng. Nhưng mà bây giờ có đơn không? Bộ nào của Thạm Trường không? Thạm Trường nãy giờ rồi. Bộ Thạm Trường nãy giờ rồi. XL Real 56, 57 ký cho là XL Real. XL Real. Hai ít Real 58kg trở lại. XL Real cho An Mỹ. Ai An Mỹ XL Real nè. Rồi chị Trang Nguyễn mà mong chị trả lời nè chị. Chị đặt hàng bên em rồi, bưu tá giao hàng mình không nghe máy, hàng nó trả về. Bây giờ chị mua hàng lại, chị vui lòng cọc trước cho em chốt cho mình nha. Trang Nguyễn là đọc địa chỉ nè. Ấp 1 tổ 8 Hòa Hội Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu. 2X Real với Thanh Ngân. Lờ bi nè cả nhà ơi, 50-52kg trở lại thôi. Lờ bi size lờ nhỏ nhất 50kg trở lại. Chị nào mét 6 cao gọn 52kg được. Rồi lờ bi 50kg trở lại.
Nguyễn Thúy An có lời bi. An Mỹ sáng có đơn không? Nào sáng có đơn thì hãy kêu dồn. Còn trong like này là em tự em dồn hết, khỏi nhắc em luôn nha. Em tự động em dồn cho. Hồi sáng có đơn không? Linh Trần ơi, chị báo rồi mà em, ngày mai mới chốt mà. Chị ngồi đây rồi sao chốt? Like nguyên ngày rồi mới chốt. Hay ít caro 58 chứ trở lại. Hay ít caro 58 chứ trở lại nha. Lai nguyên ngày, ngày mai em mới gọi chốt. Hay ít caro Minh Hùng. L đỏ 50-52 chứ trở lại. L đỏ. Năm mươi năm hai ký trở lại cả nhà ơi. Lò đỏ cho tiếp ha. Đây 5X xanh nè, 5X xanh 70 ký trở lại. Lò đỏ cho Nguyễn Diệu. Nguyễn Diệu lò đỏ. Lò lại size lò á, lò đỏ. Còn cái này 5X xanh nha, 70 ký trở lại. 5X xanh 70 ký cho làm tiếp nè. 5X xanh Nguyễn Diệu 5X xanh. Rồi bộ này có cổ, ít là cổ. Quá trời đẹp luôn. Bỏ ra khoe cái này nè. Đó, khoe cái này đẹp nè. Ít là cổ nha. 57 ký trở lại. XL cổ 57 ký cho là XL cổ 57 ký cho là. Cổ thì Linh Phan. Ok khách, thì Linh Phan là XL cổ. Rồi, bộ đẹp quá này khách ơi. XL lưới. Rồi 56 57 chứ là XL lưới. Rồi thích mặc ôm mặc lờ chị Ngân Thúy, thích thoải mái rộng rãi XL. Rồi 54 ký đang mặc XL, 54 ký mét 6. XL lưới 56 57 ký trở lại. Hồng Bích XL lưới. Ba X vàng này cả nhà đẹp quá nè. 60 62 ký trở lại. Ba X vàng. Là cổ đã chốt rồi khách ơi. 3X vàng nhìn cho tiếp nha. 62 ký cho là 3X vàng. Ừ. 2X đen 58-60 ký trở lại. 2X đen 58 ký cho lại nhìn tiếp nha. 2X đen 3X vàng 62 ký cho lại. Dạ em chào chị Ngọc Hiền. Hai ít đen cho Huyền Trang. Huyền Trang có hai ít đen. Rồi cái này chốt cho tiếng là XL nâu lại đi. XL nâu nha. 56 57 cái chưa là XL nâu. Cổ tròn có tay về thôi. Đơn giản nha. XL nâu. Đây kiểu đơn giản. Rồi 56 57 cái trở lại là size XL. Rồi 3X xanh đẹp quá. 60 62 cái trở lại 3X xanh. Uống phê đi kìa em. Nó tan rồi.
Đây cái mẫu này thôi khỏi đó bàn, đẹp, nhìn đơn giản mặc lên đẹp lắm, form nó đẹp lắm. Rồi chị Hoàng Thủy ở Con Tum nè, giao hàng tới nơi không nhận, bây giờ mua hàng lại thì cọc nha chị nha. Báy xanh dồn đơn tuyết tuyết. Chị nào đã không nhận hàng bên em rồi, bây giờ mua lại thì cọc, em chốt lại cho mình. Còn không cọc em không có chốt. XL nâu với lê tài. Lê tài có XL nâu. XB62 chứ cho là. Rồi chốt đơn cho em nha. 3XB 62 chứ cho là 3XB. Rồi XL xanh bi 5657 chứ cho là. XL xanh bi 3XB Nguyễn Thị Thanh Hiền. Phạm Dung không có số điện thoại không lấy hàng được nha. 3XB Nguyễn Thị Thanh Hiền. Rồi XL xanh bi 5657 ký chưa. XL xanh bi, XL xanh bi dùm ít nè. Cái dây kéo nha. Quỳnh Thúy XL xanh bi 5657 ký chưa. Ai có đơn buổi sáng nhớ nói tiếp dồn đơn nha cả nhà ơi, để thôi sót đơn của mình nha. Rồi XL chữ 5657 ký cho là XL chữ. XL chữ. Lấy thịt bò xuống chưa? Bác mẹ lấy thịt bò xuống nè. Hai ít đỏ bi này đẹp quá, 58 chứ chứ là. Hai ít đỏ bi nè, 58 chứ cho là đẹp giá mang luôn. Hai ít đỏ bi cho nguyên bích. Nguyên bích có gì chuyển khoản tiếp nha, tại vì giao giờ khó quá, ở dưới nó không giao đó. Chuyển khoản giao cho nó dễ, chuyển khoản rồi cái nhờ ai nhận thì nó dễ hơn. Bay xanh bi nè, 62 ký cho là. Rồi đang mặc hết rồi, Lê Thị Tâm đang mặc hết rồi nha. Bay xanh bi nha, 62 ký cho là. Bay xanh bi 62 ký cho là. Rồi Hân Ngô ơi, em xả đơn sáng rồi, thông cảm chị không chốt lại nha. Đơn sáng đặt rồi giờ kêu xả chị không chốt đâu em. 3X lỡ 62 ký cho là. 3X lỡ 62 ký cho lại. 3X lỡ bán 3X hấp rồi ăn cái gì đâu. 3X lỡ. Ok nguyên bích. Ba ít caro nè cả nhà ơi, 62 ký cho lại. Ba ít caro 62 ký cho lại. Ba ít caro 62 ký cho lại. Ba ít caro. Tuyết 3X caro. Tuyết tuyết nè. Rồi 3X lỡ Hương Nguyễn Thị Kim. 3X lỡ có 2 bộ đó, ai lấy thì mình cứ chốt nha. Đây là 2 bộ 3X lỡ.
thấy caro hết nha. Hương Nguyễn Thị Kim 3XL ok, 2X cam 58kg cho là 2X cam. Rồi cái này chốt cho tiếp. 2X chữ 58kg cho là 2X chữ. 2X chữ 58kg cho là. Hai ít chiếc lá 58kg cho là. Hai ít cam Nguyễn Diệu. Màu đẹp nè, cam cà rốt. Hai ít chiếc lá 58kg trở lại. Hai ít chiếc lá 58kg trở lại. Rồi 50kg em cao như em. Em lên chiều cao, em lên số ký em phải lên chiều cao chị mới biết đường trả lời. Rồi 3X xanh lỡ nha, 3X xanh lỡ, hồi nãy là vàng lỡ. Hồi nãy là vàng nha, vàng vàng như thế này, bây giờ xanh nè. Rồi 3X xanh lỡ nha, 62 ký cho là 3X xanh lỡ. 62 ký cho là. Ủa mặt hết rồi khách, ủa mặt đã bán rồi, không còn nha. Mặt cái đã bán cho khách rồi. Rồi, hân ngô 3 bộ đi đơn. Rồi, 3 bộ không cần cọc nha. Rồi, LA 50kg trở lại. LA 50kg trở lại. Rồi Tăng Duy mặt 2X. LA 50kg trở lại. LA. LA xanh 50kg trở lại. 3X xanh lỡ cho Lê Tài. Lê Tài nếu mà sáng chiều mà nhiều thì cặp dùm tiếp nha Lê Tài ơi. Rồi L xanh dùm tiếp nè, 50-52kg cho là L xanh. L là size L đó cả nhà ơi, L xanh dùm tới tiếp nha, L xanh. L xanh. Vũ lờ xanh dồn hồi sáng. Dồn đơn sáng. Rồi hân ngô là tổng cộng 3 bộ đi đơn. Ok nha, 3 bộ không cần cọc. Nó lộn. Lờ xanh bộ này lộn xin lỗi. Đây lờ xanh xin lỗi. Quăng lại cho chứ. Rồi lờ xanh Nguyễn Thành Vũ ok. Đấy xanh lỡ. Cái này là lờ vàng vậy. Lờ vàng hả? Vậy là lờ vàng không có lờ xanh thôi. Lờ vàng quăng ra đi. Lờ vàng không có ai lấy. Lờ xanh em chốt rồi. Bộ mặt em chốt rồi. Dập ly em không có like. Ok em. Rồi để mai chị chốt tổng tiền cho em. Tại chị không có nhớ chính xác nha Lê Tài ơi. Mét 55-54kg mặc XL nha Nguyễn. XL. Ở đây 54kg mét 6 mặc XL. Rồi L xanh dương 50kg trở lại. L xanh dương 50kg trở lại. L xanh dương
50kg trở lại. L xanh dương, XL chữ, 56kg trở lại, XL chữ. Ý là chữ 56 kia cho bạn. Rồi XL xanh chữ thì tiếp nha. Rồi 56, 57 kia trở lại thôi. Size XL cao cao một tí, thấp thấp thì chừng dưới 56kg. XL xanh chữ. XL xanh lá. Rồi 56 kia cho lại. XL xanh lá. 56 kia cho lại. XL xanh lá. 56 kia cho lại. XL chữ cho Nguyễn Liên. Hai Nguyễn Liên XL chữ 56 kia cho lại. Rồi 2 X cổ cả nhà ơi. Nguyễn Liên XL xanh chữ. XL chữ, XL xanh chữ Nguyễn Liên. Rồi XL chữ, XL xanh chữ ok. Rồi 2 X cổ 58 ký cho là. Hai ít cổ 58 ký cho là. Rồi hai ít cổ. XL xanh lá Yến Vi Nguyễn Ngọc. XL xanh lá. Rồi hai ít cổ 60 ký trở lại. 58 60 ký. Hai ít cổ. XL cam đất 57 ký trở lại. 56 57 ký trở lại. XL cam đất. XL xanh bi 56 ký trở lại. XL xanh bi 56 ký trở lại. XL xanh bi. Rồi không có 70 ký, Ngô Út 10. Hai ít xám bi 58 ký cho ạ. Hai ít xám bi. Rồi 58 ký cho lại. Hai ít xám bi. Rồi cái này 2X8 58 ký cho lại. 2X8 58 ký cho lại. 2X8 rồi 58 ký cho lại. XL vàng. Rồi 56 ký cho lại. XL vàng 56 ký trở lại. XL vàng. Xanh bi. Hồng Nguyên Trương XL xanh bi. Ok nè. Rồi bộ mặt 60kg không vừa. Quỳnh Thúy nè. Chị ơi chị nghe rõ mã đặt đi chị. Chị ghi ít không, ít xám bi là không có nha chị nha. XL vàng Ngọc Việt KT. Đặt cho đúng đi mấy chị ơi. Hàng lẻ sai mà đọc lên nào mới có. Không đọc không có nha. Rồi 3X vàng 58 ký cho lại.
3 ít vàng 58 chứ cho là 3 ít vàng. Ba ít vàng 58 chứ cho lại ba ít vàng. Hoa phạm dồn đơn ba ít vàng. Dồn sáng hả chị? Dồn sáng thì hả báo nha. Còn chịu là em tự dồn rồi. Có đơn sáng không hoa phạm nè? Có đơn sáng không? Rồi 2 ít caro 58 chứ cho lại. Hai ít caro 58 chứ cho là hai ít caro. Ba ít riu 58 chứ cho lại ba ít riu. Rồi chị Hoa Phạm dồn đơn sáng nè. Rồi chị Hoa Phạm này dồn đơn. Rồi chúc em nè ba ít riu nha cả nhà 58 chứ cho là ba ít riu. Lâm Ngọc Hạnh 3x riu. Rồi 2x caro em còn nha 58 ký cho là 2x caro 58 ký cho là em còn 2x caro. Bảy riu biết chốt rồi Trân Thi ơi. XLA có chữ A ít là e nè. 2 ít caro Hương Nguyễn Thị Kim. Ít là e cả nhà. 56 57 ký trở lại thôi. Rồi xong rồi cho con uống miếng đó nha. Mặt hết rồi, cà chua hết rồi. Lời chữ 50kg trở lại. Cô Nguyễn Thị Kim hồi sáng có đơn không? Để biết dồn đơn nè. Lời chữ 50kg trở lại. Rồi cái này 4XA 65kg trở lại. Lời chữ Trần Thị Bảo Bao Xuyến. Đây lời chữ Trần Thị Bao Xuyến 4XA 65kg trở lại. Rồi bộ này đẹp. XL đen 56 ký cho lại. XL đen. Rồi 56 ký cho lại tí nha, XL đen. Đây bộ đẹp. 2X hoa. 2X hoa nha. Rồi 58 ký cho lại. 2X hoa. Sáng giờ cũng nghe đó là đang live rồi. 4XA cho Nguyên Bích. Nguyên Bích 4XA. XL đen Trân Thi. Ai có đơn sáng báo em nha để em sợ em dồn. Trân Thi XL đen. 2X hoa cho Quỳnh Thúy. Quỳnh Thúy 2X, à, 2X hoa. Quỳnh Thúy 2X hoa. Ba ít bi 62 cái cho là ba ít bi. Ba ít bi là 62 cái cho lại nha. 60 62 cái cho là quá trời đẹp. Ba ít bi. Cái này cô Tâm Mạnh, bữa nào em soạn em like cô Tâm Mạnh. Rồi ba ít bi, ba ít bi. Ba ít bi Nguyễn Thị Thanh Hiền. Ba ít bi 60 62 ký chị vừa không chị? Nãy em thấy chị đặt tới 4 ít lần nha Thanh Hiền nha.
vừa không chị ơi? Bài SP này 60-62 ký trở lại nha. Ủa sao cắt? Thanh Liên nói gì chị, em đọc không hiểu nè. Ủa sao không làm? Cái gì là ta? Bài ít lưới 60-62 ký trở lại thôi. Bài ít lưới. Rồi bay lưới nha mấy chị. 60-62 ký trở lại thôi nha mấy chị ơi. Chị nào 65 ký đừng có đặt 3 ít không có vừa nha. Chị 63 ký chị cao bao nhiêu chị Thanh Hiền ơi? 3 ít lưới cho Hồng Nhi. 63 ký cho em chiều cao đi chị, để em coi coi vừa không rồi mình chốt nha chị nha. L đen 50 ký trở lại. L đen 50 ký trở lại. Mét 55 mà 63 ký. Rồi mặt là ôm nha chị nha. Nói chung là nó ôm vô người vậy nè, nhưng mà nó có độ giãn. Nó thích mặt ôm là được. Còn thích thoải mái là không có được nha. Lò đen Trần Thị Bao Xuyên. Bao Xuyến. Lò đen ok. Lò da 50kg trở lại. Lò da. Rồi 50kg trở lại. Lò da. XL trắng 56-57 ký trở lại. L da Nguyễn Gia Tường. Rồi chốt cho tiếp nè. XL trắng 56-57 ký trở lại. XL trắng 56-57 ký trở lại. Nguyễn Gia Tường dồn đơn sáng. Rồi 3X vàng 62 ký trở lại. 3X vàng. À Bảo Xuyến. Nãy không có dấu rồi. Tí không biết là Bảo bao gì ở đây hay bao. Bao Xuyến. Rồi Bảo Xuyến. Tại thấy không có dấu nè. Rồi tiếp tục cho em nha. Rồi da chốt rồi. Còn XL trắng. XL trắng. Rồi, XL trắng. Cái này 3X vàng 62 ký trở lại. Rồi, đặt hàng cộng số điện thoại vô nè cả nhà. Đặt hàng cộng số vô em mới chốt đơn được. XL trắng cho Tú Lê Nguyễn đi. Tú Lê Nguyễn nha ha. XL trắng Tú Lê Nguyễn. Bán hàng cộng số vô. 3X vàng cho Nguyễn Linh. Nguyễn Linh 3X vàng. XL trắng 56-57 ký trở lại. Chiều cao tương đối 1m55 trở lên nha bạn Tú Lê Nguyễn. 3X vàng hết nè. Ai mà gọi dữ vậy ta. Tiếp mặt XL, tiếp mặt XL. Rồi Thị Ly nè, bữa đặt hàng gọi điện không nghe máy nè, Thị Ly nè. XL da 5624 XL da nha, 5657 ký trở lại. XL da 5657 ký trở lại. XL da. Yeah. 56-57 ký trở lại. XL da. Yeah. Mời Ti Lê XL da. Yeah. Rồi đặt hai bộ nha. Chị nào một bộ bên em không có gọi chốt đơn, không có đi hàng được nha chị. Bây giờ giao hàng khó lắm, chị ráng đặt hai bộ nha. Chế nào một bộ là thứ nhất là em không có gọi chốt, và bên em hiện tại thì cũng không có giữ đơn nha.
bạn này cũng từng đặt hàng mà gọi điện chốt đơn không có nghe máy. Nguyễn này vừa không bạn? Bạn ơi bạn đọc cái ghi ở dưới giùm tiếp nha. Lê Trần Thị Bảo Xuyến 2 bộ ý lòi đỏ 55kg trở lại. Ý lòi đỏ 55kg trở lại. Có ghi đầy đủ ở dưới, mấy chị nhìn ở dưới nha mấy chị. Lò đỏ cho Út Nương Nguyễn. Chị bà, mày thấy hai cái cục nhỏ nhỏ phải cục bầu. Cánh cửa. Ờ cánh cửa. Ít lời xanh chữ 56 cho họ. Mày cứ để ngoài. Nhưng mà hai cục để ra ngoài hết hai cục. Không để. Ờ để hai cục lên nè, để thấy ra xíu rồi nè. Sáng có đọc tên không? Trần Thị Bảo Xuyến sáng có đọc tên không? Có đọc tên mới có đồ. Rồi chốt đơn. Ý lời xanh chữ Tú Lê Nguyễn. Ý lời xanh chữ. Rồi lời đỏ đi cả nhà, 50kg trở lại. Lời đỏ 50kg trở lại. Lời đỏ Nguyễn Linh có lò đỏ. Rồi cái này chốt cho tiếp. Chị Cổ Nguyên là đi đơn luôn. Ok chị, khách cũ nè. Lê Thị Tâm không có đơn nha chị. Cổ Nguyên ở Đức Hòa Long An đi đơn ok. Rồi chốt đơn nhìn tiếp nha. 3X đen 58kg cho lại. 3X đen 58kg cho lại. 3X đen. Rồi 3X tím đi. 3X tím hàng đi. Rồi 3X tím hàng luôn. 58kg cho lại. Rồi cả nhà ơi, cả nhà có coi rõ không mấy chị? Tú Lê Nguyễn nói mờ nè. Mấy chị khác có thấy mờ không? Thấy mờ để em biết em chỉnh lại. Lê Nguyễn không có phi ship nha, bán sale bạn ơi, bạn đọc cái ghim giùm cái đi bạn. Giá sale rồi, không ai miễn ship hết nha. Đọc cái ghim giùm tiếng cái nha, Nguyễn Linh nói rõ nè, Tú Lê Nguyễn nói mờ nè, mờ coi lại mạng của mình nha. Bay tím chân thi. Thứ nhất chị nào mờ do mạng của mình, wifi mình yếu đó. Còn ví dụ giờ chị nào cũng thấy mờ là do mạng bên em. Còn bây giờ chị thấy rõ, chị thấy mờ là chị nào thấy rõ là chị đó mạng mạnh. Chị nào thấy mờ do mạng chị yếu. Còn nếu mà tất cả mấy chị đều thấy mờ hết thì do bên em thì em sẽ chỉnh. Còn bây giờ không phải bên em, do của mấy chị tự chỉnh. Dung Trần bình luận nè, bộ giống em mặc nè, giao hàng không nhận không bán nữa nè, mua hàng thì cọc đem chốt lại. Những chị nào mà hàng em giao tới mà không nhận rồi giờ muốn mua lại thì vui lòng cọc lại cho em đem chốt lại nha. Rồi do mạng của bạn Tú Lê Nguyễn thôi, coi lại đi nha. Chốt hình tiết nha, 3X đỏ. 3X đỏ hình tiết nha. 58 chỉ cho lại 3X đen và 3X đỏ. 3X tím tiết chốt rồi, bây giờ còn 3X đen, 3X đỏ. Đây nha, 3X đen, 3X đỏ. Bảo Châu 3X đỏ. Đây. Rồi, tiết còn 3X đen thôi, Trân Huy ơi, tiết còn 3X đen nè.
Rồi 3 ít đen. Bỏ tí khó ra nha, để còn 3 ít đen. Chị Phương Nguyễn bên tí có chút đơn cho mình không? 23 tây tháng 9 tới giờ hả? Rồi để bên tiết kiểm tra báo lên nha. Thì chị Sài Gòn nó giao chậm á, bữa giờ Sài Gòn là chỉ thị 16 á, mới vừa nới lỏng hôm nay thôi. Bán đen cho gắm ngô, cho nên là hồi trước tiết chốt là tiết thường nói là Sài Gòn giao chậm. Số ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chốt cho tiết 3X xanh 58 đi cho lại 3X xanh nha. Này ghi xanh đi, cái chữ xanh xanh nè. Ba x xanh này 58 ký cho lại dùng tiếp nè. Ba x xanh 58 ký cho lại. Rồi ba x da Bảo Châu có ba x xanh. Rồi ba x da giống như tiếp mặt size ba x này 58 ký cho lại. Ba x da 58 ký cho lại. Ba x da. Rồi chân thi có ba x da. Phương Nguyễn ơi, cái này là giao chậm á, Phương Nguyễn Sài Gòn mình giao hơi chậm nha. Để tiết kiểm tra rồi tiết báo giao lại cho. Rồi lờ nè cả nhà ơi, lờ lưới nha, 50kg trở lại, lờ lưới 50kg trở lại. Lờ lưới cả nhà ơi, lờ lưới mình cho tiết nha, đây 50kg trở lại dùm tiết là xay lờ. Rồi 4XA 65 ký trở lại. 4X có chữ A nè, 65 ký trở lại. 4XA 65 ký trở lại. Em nói với người nhà hỏi chuyện không. Rồi bông sao, bông sao là bông sao mà sao gần xóm đạo là phường 6 chị, phường 5 mà. Ngay chợ Nhị Thiên Đường á, nói chợ Nhị Thiên Đường là biết à. Chợ Phạm Thế Hiển chạy xíu xuống là chợ Nhị Thiên Đường. Em nói người nhà em chợ Nhị Thiên Đường là biết à. Gần đó đó. Xóm đạo là tới phường 6 là chị phường 5 mà. 4XA cho Thanh Liêm. Dương Nguyễn ơi, bây giờ tình hình dịch bệnh ở đâu cũng lâu hết á. Mấy chị mua hàng mấy chị đừng có gấp mấy hàng ơi. Mấy chị ơi, giờ em đã lúc em bán em đã nói rồi, giao hàng đợt này là ai cũng chậm hết trơn á, chị nào chịu thì mới gửi được. Chứ bây giờ em cũng không biết làm sao. Người ta có khi 10 ngày rồi nửa tháng mới nhận được đó mấy chị ơi. Giao hàng rất là khó nha. Bảo Châu hiện tại là like này có 2 bộ nha bạn ơi. Hồi sáng là tí không nhớ mấy bộ nè. Bây giờ cái like này có 2 bộ nè. Đó, mấy chị mua hàng bây giờ mấy chị mua được hàng đó, thật sự là một việc còn mà giao tới nơi nó là một việc rất là khó khăn đó mấy chị. Người ta phải qua bao nhiêu chốt, bao nhiêu dùng đỏ, dùng xanh, dùng cam, dùng vàng mới tới tay mấy chị. Chứ không phải là nó thuận lợi như lúc trước nữa mà giao một cái vèo cái là tới đâu. Bây giờ nó khó, mấy chị phải thông cảm giùm cho người ta. Đừng có hối quá. Từ từ rồi tới hết nha. 3X chiếc lá nè, 58 ký cho là. Những nơi khác là nửa tháng mới tới, em nói thật sự luôn. Bên em là cố gắng là giao là sớm nha mấy chị. Ok Hân Đình, ok chị biết rồi em. Rồi 3X nha, chiếc lá nè, có hình chiếc lá nè, 58 ký cho lại. Bây giờ có hỏi em cũng không có làm được gì hết trơn. Tại thật sự là bây giờ em giao cho việc theo giao rồi. Em cũng không có cách nào mà em kêu chị nhanh 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 giao lẹ. Em cũng không có làm được đó, mấy chị thông cảm giùm em đi. Bấy chiếc lá ánh tuyết. Rồi Bảo Châu 5 bộ là đi đơn ha em ha. Nếu mà đúng 5 bộ là chị gửi luôn để địa chỉ của em là Đức Hòa Long An. Còn nếu mà không đúng thì chị sẽ gọi lại cho em. Rồi Bảo Châu em ghi đi đơn luôn đi em.
nơi giao được, giao chậm, có nơi là không giao hàng được luôn mấy chị. Có nơi là không có giao hàng được, như hiện tại Đồng Nai, Bình Dương là bên em không có giao hàng được luôn. Rồi, 2X lưới dùm cho em là 58kg cho bạn. Đồng Nai, Bình Dương là em gửi Viettel là Viettel không giao được luôn, Viettel không nhận hàng bên em luôn á. Tại vì giao không có được á mấy chị, những cái chỗ khác giao được thì người ta giao, còn bên em giao không được. Cũng khổ tâm lắm, khách thì Bình Dương, Đồng Nai cũng nhiều mà bây giờ không giao được, không có dám chốt. Ai ít lưới cho Kiều Linh. Rồi cái này lờ hoa xanh 50kg trở lại. Rồi một bộ bên chị không có đi em ơi, hai bộ trở lên nha. Rồi chốt đơn nè, lờ hoa xanh nè, 50kg trở lại. XLB 56kg trở lại. XLB 56kg trở lại. XLB. XL lỡ, bộ này quần lỡ nè. XL lỡ. Hồ Loan Hồ XLB. Rồi Thảo Thuận, khách ơi đặt hàng mà không có số điện thoại không chốt đơn được nha. Kiều Linh đổi địa chỉ nha em, địa chỉ lúc trước Tân Hưng Long An nè, em đổi địa chỉ phải không? Kiều Linh đổi địa chỉ phải không em? XL lỡ cho Lê Tài. Kiều Linh nè, địa chỉ cũ là ở Vĩnh Vũ, Vĩnh Đại, Tân Hưng Long An, địa chỉ mới. Ủa, địa chỉ cũ mà, không có đổi, không có đổi. Lờ hoa xanh cho Hảo Thuận. Có số điện thoại mới chốt đơn được cả nhà. Mới gọi cho cả nhà chốt đơn được. Rồi cái này chốt cho tí là lờ xanh đá, có đá nè, có đính đá ở phía trước. Lờ xanh đá 52kg rồi. Lờ đá là cũng được, có đá đây nè. Ok Kiều Linh, vậy là ba bộ đi đơn ok nha. Rồi đang mặc hết rồi Trương Quỳnh Anh. Hàng sale mỗi thứ có một. Mỗi thứ có một. Lờ đá Hồ Loan Hồ. Rồi đá là đính đá ở phía trước nè, 50kg cho lại. XL xám 56kg cho lại. XL xám. Năm mươi sáu ký trở lại dùm tiếp nha. XL xám 56kg cho lại. XL xám. Rồi 2X nâu 58kg trở lại. 2X nâu 58kg trở lại cả nhà ơi. 2X nâu nha. 2X nâu 58kg trở lại. XL vàng 56kg trở lại. XL vàng. XL vàng nhìn tiếp 56kg cho là XL vàng. Rồi 2X xanh bi Nguyễn Liên XL vàng. 2X xanh bi 58kg cho là. Rồi chốt mình biết 2X xanh bi. Lờ đá đã chốt rồi Mai Lê, lờ đá đã chốt rồi. Hai ít chữ 58kg cho lại. Hai ít chữ. Hai ít xanh bi gấm ngô. Hai ít xanh bi gấm ngô. Hai ít chữ 58kg cho lại.
Rồi chốt dùm cho tí nha, 2 ít chữ. Ít lờ xám 56 chứ các bạn. Ít lờ xám 56 chứ các bạn cả nhà. Có hai cái túi giả bên dưới nè, mẫu này đẹp nha. Ít lờ xám. Bộ mặt hết rồi Nguyễn Trúc Ly. XL đỏ 56 ký cho là. Rồi XL đỏ nha, 56 ký cho là cái tay nè, tay nó có viền. 56 ký cho là. XL xám thảo thuận. Rồi không có màu chị ơi. XL đỏ hồng bích. XL sắc nách 55 ký cho là. Rồi hai bộ trở lên, này lê ơi, ship 30.000. Ship 30.000. Quá đẹp luôn. Mờ tờ lê XL sắc nách. XL da 55 ký cho là. XL da đẹp nè, XL da nè, dơ lại cho. 55 ký cho là XL da. 55 ký cho là XL da. Hoa hồng có XL da. Hoa hồng XL da. XL caro 56 ký cho là. XL caro 56 ký trở lại. XL caro. XL B có chữ B 56 ký trở lại. XL caro Minh Thảo. XL caro. Da tiếp hết. XL B 56 ký trở lại. XL B. Lê Tài XLB. Đẹp quá nè. L đỏ 50kg trở lại. L đỏ 50kg trở lại. L đỏ. XL đen 56kg trở lại. XL đen. L đỏ hồng dung vỏ sáng có đơn không? Hồng dung vỏ nhớ quen quen nè. Dung vỏ sáng có đơn không? Ở Cần Giuộc Long An nè. Rồi Hương Nguyễn Thị Kim dồn đơn khỏi gọi. Rồi đi đơn khỏi gọi ok. XL đen Tú Lê Nguyễn. L lưới 50 ký trở lại. Nhung Lê Bến Tre mấy ngày trước là không có giao hàng được cho nên là Tiết để lại rồi Nhung Lê ơi. Cách đây mấy ngày bên Tiết Ngân á là giao hàng Bến Tre giao không được. L lưới 50 ký trở lại. L lưới. Hoa hồng lò lưới 50 ký cho là. Caro lửng. Rồi chốt đơn cho Tiết nha. Ít là viền, viền nè. Ít là viền nha cả nhà, 56 ký cho là cái tay viền. Ít là viền 56 ký cho là. Rồi chốt đơn XL viền nha, 56 ký cho là.
2XA 58 ký cho bạn. 2XA đen tiếp hết là hồng nhiên. 2XA 58 ký cho bạn. Rồi chốt theo cái mã tiếp tặng nha cả nhà. Nguyễn 4 bộ nè, đặt thêm cọc giùm tiếp nha, tại mình khách mới nè. Rồi đặt thêm cọc nha. Rồi Nhung Lê bữa không có giao được nên cái bỏ lại rồi, có gì đặt lại khác giùm tiếp nha. 2X hoa xanh 58 ký chứ bạn. XL viền cái hồng nhiên. Hồng nhiên XL viền. Rồi chốt cho tiếng nè cả nhà. 2X hoa xanh 58 ký cho lại. 2X hoa xanh 58 ký cho lại. Rồi ok Tú Lê Nguyễn. Đây size số 4. 4X8 65 ký cho lại. Rồi Hồng Nhiên mới đọc tên đó, XL viền mới đọc tên đó. Mới đọc tên khách đó khách. 48 65 ký trở lại. 48 XL xanh 56 ký trở lại. XL xanh nè 56 ký trở lại. XL xanh. Rồi em chào chị Nguyễn Huyền. 3X8 62 ký cho lại. 3X8 2X hoa xanh cho Nguyễn An An. Rồi chị Nguyễn An An lại đi đơn phải không chị? Phụng Hiệp Hậu Giang nè. Đi đơn khỏi gọi phải không chị yêu? 3X8 62 ký cho lại. Chị Ánh Tuyết ơi, 58 9m58 mà size 3X là rộng rãi thoải mái chị. Thanh Hồng thấy chị mạng chị chậm quá bị chốt sao ấy. À chị Thanh Hồng ơi, Hà Nội hiện tại bên em chưa có giao được chị ơi. 3X8 nè cả nhà ơi, 62 chứ cho là. Ôi bộ đẹp nè. Rồi 3X caro 62 chứ cho là. 3X caro 62 chứ cho là. 3X caro nha, chốt đúng mã em đọc với chị để em lấy đồ cho đúng á. Lời xanh lá 50 ký trở lại. Lời xanh lá. Rồi ok chị Nguyễn An An. Dạ ok chị đi đơn cho chị. Lời xanh lá 50 ký trở lại. Cũng là chị mất rồi. Sáng nay tối làm tập vụ. Rồi chốt đơn cho tiếp. Bộ này chốt cho tiếp là XL đen nè 55 ký cho lại. Bay caro cho Hồng Nhi. Phú Yên giao được chị. Phú Yên giao được. Dạ Hà Nội vẫn ship được nhưng mà ưu tiên hàng thiết yếu chị ơi. Quần áo là bên em gửi Viettel là nó không có nhận á chị. Nó ưu tiên hàng thiết yếu không à. XL đen cho em mấy chị ơi 55 ký cho lại. Trời ơi đẹp. XL sáng cả nhà ơi đẹp quá nè. 56 ký cho lại. XL xám 56 ký cho lại. XL chiếc lá nè 56 ký cho lại. XL đen Nguyễn Linh dùng đơn. Ok khách nha. Rồi cái bộ xanh này mà không ai lấy. Đẹp giả mang. Rồi XL chiếc lá
ít là xám cho thảo thuận, ít là đen tiết chốt là cẩm phan, ít là chiếc lá nè, hình chiếc lá này cả nhà, 56 ký cho là ít là chiếc lá. Đây, ít là chiếc lá. Hai bộ nha, ít là chiếc lá thì có hai bộ, ai lấy chốt thì có hình chiếc lá. Rồi, tiếp tục. Lên hả? Như Vida hay sao? Quýnh vô cái dấu chấm nữa, không có nhảy lên không? Mấy chị đánh số lượng đánh dấu chấm. Đánh dấu chấm là nó không nhảy lên. Rồi, lờ xanh dương nè, 50kg trở lại. Lờ xanh dương 50kg trở lại nha. Lờ xanh dương buồn thiệt, lát lấy tay lờ mặc vô coi còn dữ không. Ý là đỏ 55kg trở lại. Lời xanh lá Tô Thị Thu Phí, có khi mấy chị kiếm lời không, sai lờ á, có khi em lên là không ai chốt sai lờ. Sai lờ là hiếm lắm á, sai lờ với sai số 5. Rồi ok, mở Hồng Nhi đi đơn luôn. Rồi, ủa đi địa chỉ nào mà? Quận 2 hả? Địa chỉ nào mà ơi? Ít lờ đỏ nè, 55kg chứ rồi. Ít lờ đỏ 55kg chứ rồi. Đây, bộ này. Ít lờ hoa nè, 56kg chứ rồi. Tại giờ ai cũng lên ký. Cùng cảnh ngộ. Cái lò hoa nè. Rồi 56 kia cho là ít lò hoa. Rồi bộ mặt hết rồi khách. LB 50 kg trở lại xoay L. LB nha, 50 kg cho là LB. Ít lò hoa Hồ Thị Hạnh. Ít lờ đỏ Bao Châu, Bảo Châu đây ha, không có dấu mà đọc đại đi, Bảo Châu ít lờ đỏ. Rồi mở Hồng Nhi quận 2 ok. LB có chữ B nè, 50kg trở lại nha, LB nha. Rồi ít lờ đỏ hết nha. Ít lờ hoa Hồ Thị Hạnh em chốt chị rồi đó, đọc tên chị rồi đó chị. Đọc tên chị rồi. Ít lờ xanh lá nè, 56kg trở lại. Ít lờ xanh lá 56kg trở lại. Ít lờ xanh lá. Hai ít vàng 58kg trở lại. Hai ít vàng 58kg trở lại nha. Hai ít vàng. Ít lờ xanh lá Lê Thị Dung. Rồi 2x vàng 58kg trở lại. 2x vàng. Chị Triệu Liên đã từng không nhận hàng chị ơi, bây giờ mua hàng lại cho đọc dùm em chốt lại nha. Chị nào đã từng không nhận hàng rồi, bây giờ muốn em chốt hàng thì mấy chị cọc trước cho em chốt lại. 2x vàng. Hai ít xanh. Hai ít xanh dương 58kg cho bạn. Hai ít xanh dương. Rồi có ghim bên dưới thí liệu thôi, nhìn rõ đi khách ơi. Em có ghim chất liệu và cái giá tiền, mấy chị nhìn vô giùm em nha. Nhiều khi em đọc cái mấy chị nói đọc không rõ, nghe giá không rõ này kia, cho nên lúc này em like em cũng ghim giá luôn. Hai ít vàng Nguyễn Hương. Nguyễn Hương có đơn sáng không để tiếp biết tiếp dồn nè. 2x xanh dương 58kg trở lại. Chị nào có đơn sáng nhắc tiếp đi để tiếp dồn vô cho mình. Online Lâm Thị 2x xanh dương 58kg trở lại nè. Rồi 2x da, có màu da nè, 58kg trở lại.
da 58 kg cho rồi. Rồi chốt đơn 2X da dùm cho Tiết 58 kg cho lại chốt đơn 2X da. Hay da cho chị Ánh Tuyết. Hay đen. Rồi, 2X đen 58 kg cho lại 2X đen. 58 kg cho lại. Nguyễn Hương có đơn sáng. Hay xanh A 58 kg cho lại. Hay X xanh A 58 kg cho lại. Hay X đen chân chân. Hay X xanh A. Rồi 58 kg cho lại dùm Tiết size 2X nha cả nhà nha. Rồi đây bộ này đẹp. 2XB 58 kg cho lại 2XB. Nha. Đó, cái tay quá đẹp luôn. 58 kg cho lại 2XB. Rồi, Hân Đình 2XB. Hân Đình 2XB. 3XB. 3XB cả nhà ơi. 62 kg cho lại 3XB. Ba X xanh lá. Dạ hồi nãy 62 kg cho lại. Cái con ở nhà. Ba X xanh lá. Vậy hả, ta qua chưa? 3XB Ngọc Diệp KT. Ta đang nhà hả? 3X xanh lá. Rồi tại vì đưa nghỉ hơi trễ rồi ăn cơm đó cái. 62 kg cho lại. Rồi 3X khối. 62 kg cho lại 3X khối. Dạ dạ. 3X khối cả nhà ơi, khối đẹp quá nè. 3X khối. 3X xanh lá Lâm Ngọc Hạnh. Dạ dạ. Buổi chiều con đi. Dạ không, buổi chiều giờ 7 khối nè. Dạ, dạ. Hoa lai làm thi 7 khối. Nè cái này khối nè. Đó lá bì. L xanh lá 50 kg cho là. L xanh lá, bá bên nhà hả? Ba nói gì? Hả? Chiều chẳng yêu luôn. Chiều có ra chẳng yêu luôn. Trời trời, chẳng yêu. 5X lỡ 70 kg hả? Rồi là sao người yêu qua bển luôn hả? Chắc chiều qua bển bảo bển. Tối á, chiều tối. Rồi thì chắc sáng chạy qua đây gì vậy? Nhớ người yêu bao lâu rồi, bao lâu rồi? Không, bữa giờ bao lâu đây? Chắc chừng nửa tháng đấy. Trời ơi, mà bắt lại tới giờ trời, trời trời ơi, nửa tháng mấy. Trời ơi, bắt lại đó. 5X lửng 70 kg ra là 5X lửng. Nhớ người yêu. Năm ít lỡ cho chị Thu Thanh Dương Thị. Ok chế. Ok chế yêu nè. L xanh lá cho Mai Lê. L xanh lá. Có quần đâu rồi. À cái áo nè. Rồi Mai Lê nè. L xanh lá nè. Mai Lê nè. Ai gọi trong chốt đơn quá trời.
ba ít nâu nè cả nhà ơi, 62 cái chứ mà. Ba ít nâu 62 cái cho là. Ủa này khối rồi đúng không? Ừ, khối. 2 ít cam 58 cái cho là. Cam 58 ký cho là. Hơi mình tuổi thân quá à. Mình tuổi thân quá à. Mình không có người yêu để nhớ. Tuổi thân quá. Dữ quá mà. Buồn. Buồn 30 giây luôn. 3X Caro 62 ký cho là. 3X Caro một tí 62 ký cho là. 3X Caro. Ui ui. Ý là xanh lá 56 ký cho là. Rồi tất cả là quần dài hết. Hoa hồng phạm. Tất cả là quần dài. Mai Lê. Mai Lê là mấy bộ em sát, bộ chịu bộ hả? À? Mấy bộ ghi đơn khỏi gọi nè. Mai Lê là hai bộ phải không? Để chị biết chị soạn á em, để sợ sót bộ. Giờ tự làm không mà nhân viên chứ ai đi làm được trơn. Cho nên là hỏi cho có chị đơn sáng. Có đơn sáng không? Để ý mà đi dồn. 2X cam Lý Ngọc Tuyền. Bên em là khi nào mà chích hai mũi rồi mới đi làm được á mấy chị. Cái là xanh lá hồng nhiên. Rồi 3X Caro chưa ai chốt nè. 62 chứ cho là. 3X Caro. 2X quá đẹp luôn. 2X lưới 58 chứ cho là. Rồi Mai Lê hai bộ. Rồi đặt hàng cộng số nội vô chị khách mới ơi, Trịnh An Khang nè. 2X xanh dương, 2X lưới. Ok ok Mai Lê nha. Hai bộ mà có dồn đơn sáng không? Một sáng một chiều. Cô công mận. 2X lưới là Lan Tô. Là xanh chữ 56 ký cho là. 2X là xanh chữ 56 ký cho là. 2X là đỏ 56 ký cho là. 3X Caro cho Phương Hồ. Phương Hồ 3X Caro 62 ký cho là. Ít là xanh chữ cho Hân Đình. Rồi chốt đơn cho tiếp. Ít là đỏ 7X Caro hết rồi nha chị An Khang. Chốt cho khách Phương Hồ rồi nha. 70 ký là mặt 5X chị. Ít là đỏ nè 56 ký cho là. Rồi 3X đen 62 ký cho là. Quần dài hết toàn bộ. Cái nào lỡ là đọc lỡ, lỡ có vài bộ thôi. Còn lại quần dài hết. 2X đỏ cho Lê Tài. 3X đen cho Hân Đình. À Hân Đình ơi để coi kỹ thôi coi. Ba ít. Rồi ba ít cho Hân Đình. Khoan coi kỹ lại coi. Rồi cái quần số 3 đúng rồi. Ba ít đúng rồi. Ba ít. Đây. Ba ít nha. À
quần nè để coi lại. Rồi thân đình 3X. Lờ hoa 50kg đó là. Lờ hoa 50kg đó là. Ok thân đình ok em. Lờ hoa 50kg trở lại nha. Lờ hoa Trần Thị Bảo Xuyến. Trần Thị Bảo Xuyến nè, đúng rồi, hình như lồng à ba bộ thôi, mới có ba bộ. Size L mà đẹp không. Rồi 4XA đi 65kg cho lại. 4XA nha 65kg cho lại. Của ông đình bánh chưa? Ăn thang rồi có cái đảo xíu. Ai bấm lại luôn đi. Đúng rồi, tài khoản trên Facebook của chị đó em, Nguyễn Thị Ánh Quyết là chị. Hai cái số tài khoản Aribank với lại Sacombank. Rồi 4XA 65kg cho lại. Rồi 3X đen này 58kg cho lại. Rồi 3X đen 58kg cho lại. 3X đen. Chị Ngọc Trân này chị mua hàng mà chị không có nghe máy chị ơi. Gọi chị quá trời không nghe máy. Hôm bữa cũng đặt 4 bộ luôn, gọi hoài không nghe máy. XL Caro 56kg trở lại. XL Caro 56kg trở lại. Nguyễn Linh 4XA. Rồi đúng rồi, khách mới là 4 bộ trở lại không cọc, trên 4 bộ là cọc. Rồi bộ mặt chốt rồi Ngọc Anh ơi, chốt từ đầu like rồi. Quên ở đầu like tới giờ khách tên gì có một bộ, một bộ là không có chốt đơn được đó cả nhà. Ngọc Trăng. Rồi từ đây tới cuối like cái khách này mà không có chốt nữa thì coi như là em để là em chốt chị khác nha. Tại bên em đi đơn 2 bộ trở lên. Chỉ nào một bộ rồi coi như để hàng lại, không có đi hàng được. Bộ này cuối like mà cái chị đó, cái chị Ngọc Trâm đó không chốt em, mà coi như bộ này em xả ra, em sẽ chốt lại cho chị khác có đơn. XL Caro cho Nguyễn Cúc. Ba X đen. Thì Linh Phan có 3X đen. Rồi Lê Tài nè, chuyển khoảng 500.000 chị nhận được rồi nè. Em ghi cho chị là chuyển khoảng 500k để chị in giấy ra nha. Rồi 2X hoa 58kg chứ là. Rồi cố gắng đợi em tới cuối like coi cái chị đó chị có đặt thêm không. Khách mới là có một bộ à. Bên em bây giờ đi hàng khó quá cho nên em đi 2 bộ trở lên mấy chị ơi. Rồi 2X hoa nè 58kg chứ là. 2X nha, 2X hoa 58kg cho lại. À 3X đen vét. Rồi 3X đen vét nè. Thì Linh Phan là bỏ ra bộ kia nè. Bỏ ra bộ đen B đó em. Rồi 3X đen vét. 2X hoa cho Hân Đình. XL lưới 56kg cho lại. Rồi bây giờ là Lê Tài em ghi dùm chị cái đi, cọc 500k ha. Để chị in cái giấy rồi khi chị chốt đơn cái chị nhìn vô đó chị trừ ra 500. Rồi XL lưới. Yến Vi Nguyễn Ngọc XL lưới. À XL Caro còn bộ nè. XL Caro còn bộ nè 56kg chứ là.
Hình như Nguyễn không có đơn em ơi, không thấy nè. Rồi 5X xanh 70kg trở lại, 5X xanh 70kg trở lại, 5X xanh nha, 70kg trở lại. XL caro cho Nga Nguyễn, 5X xanh 70kg trở lại. Bay đỏ 62kg trở lại. Bay đỏ giùm em nha, 62kg trở lại. Bay đỏ. Rồi, 3X caro đỏ 62kg trở lại. 3X caro đỏ nha, 62kg trở lại. Rồi, chốt lên giùm em nha. Rồi cắt chốt giùm em 3X chiếc lá 62kg trở lại. 3X tím 58kg trở lại. Rồi 3X tím, 3X tím 58kg trở lại. Đợi em xíu nha, để em coi khách còn chốt không. 3X caro đỏ cho Phương Hồ. L đỏ 50kg trở lại. L đỏ nha, 50kg trở lại. Mã L đỏ. Minh Gia 3X tím. XL nâu. Rồi 57kg trở lại. XL nâu 57kg trở lại. L xám 50kg trở lại. L xám 50kg trở lại. L xám. L đỏ Lý Ngọc Tuyền 50kg trở lại. Hai ít da 58kg trở lại. Hai ít da. Năm tám kg trở lại. Hai ít da. Rồi thông báo để chuẩn bị đi về với người yêu. À, thông báo đi qua anh chị chở mẹ về với người mẹ nè. Mẹ hỏi mẹ chiều ấy xanh dương 58 tám. Không có điện cho mẹ nói chứ nói với con hả? Tại ba hỏi uống cho con qua hả? Ừ. Con mới nói nắng đó, đó. Giờ con mất phụ thế. Hay ít xanh dương 58 hả? Cái ba hỏi mẹ chị đó bên đây có lại gì không? Vậy với anh đi kìa. Đi đó. Ảnh kêu vậy với ảnh kìa. Ảnh nói vậy với ảnh. Hay ít xanh dương cho Hân Đình. Ít lờ đỏ hả ta, ít lờ đỏ. Ít lờ đỏ không có nha. Bao táo. Hết bệnh đựng rác. Hết nước mắm. Bệnh đựng rác là còn 2 cục. Chắc ngại chứ. Chắc để phía trong mới để nữa. Bay ít đen 58kg cho lại. Bà mẹ đi bỏ rác rồi. Nước mắm này để con chú chị Vân. Hay ít da cho Hân Đình. Hay
Rồi, 3 ít đen ngày 58 chứ chứ là 3 ít đen. Chiều nay là sếp đâu sắc mặt luôn. Ba nóng này sếp chổng mông lên sếp. Lời xanh đen 50kg đó rồi. Thôi khoan khoan để con like con Quang xuống cho con Quang với con mẹ đi. Lời xanh đen 50kg trở lại. Thấy vàng 62kg trở lại. Ba ít vàng nha cả nhà, 62 ký cho bạn. Ba ít vàng. 5 giờ em nghỉ nha mấy chị ơi. Ba ít hồng da 62 ký cho bạn. Ba ít hồng da 62 ký cho bạn. Rồi 2 ít. À, 2 ít chữ. 2 ít chữ 56, 57 ký cho lại 2 ít chữ. Mẫu giống tiết mặt 2 ít chữ nha, 56, 57 ký cho lại 2 ít chữ. Rồi chốt mình tiếp 2 ít chữ. Ít lời xanh lá 56, 57 chứ chưa ạ. Ít lời xanh lá 56, 57 chứ trở lại. Ít lời xanh lá. Lời riêu 50 chứ trở lại. Mã của mình là lời riêu. Lời riêu cả nhà ơi, 50kg trở lại. Mã lời riêu nha, 50kg trở lại. 3 ít hồng da cho Minh Hùng. Chị Mơ Đặng ơi, kèm số điện thoại mới chốt đơn được chị. Không có số không chốt được nha. 2 ít cam. 2 ít cam 58kg trở lại. 2 ít cam. Ít lờ xanh chữ 56 ký cho lại. Chị Mơ Đặng ơi, có 9 số à chị. 2 ít xanh chữ nha. Ít lờ chứ, ít lờ xanh chữ 56 ký cho lại. Ít lờ vàng 56 ký cho lại. Ít lờ vàng 56 ký cho lại. Ít lờ vàng. Một mặt hết rồi vương quanh. 2 ít nâu 58 ký cho lại. 2 ít nâu 58 ký cho lại. Lờ đen 50 ký trở lại. Rồi bộ mặt hết rồi nha. L đen 50kg trở lại. L riêu 50kg trở lại. L riêu 50kg trở lại. Ít L xanh chữ và Bảo Châu. Đúng rồi, Bảo Châu ít lờ xanh chữ. Rồi, ít lờ đen đá 56 chứ chứ là ít lờ đen đá. Lờ đen Quỳnh Chi, rồi ok đi đơn Quỳnh Chi luôn. Ít lờ đen đá. Ít lờ đen đá
56 kia trở lại. XL vàng đá nha, XL vàng đá. Đúng rồi. 56 kia trở lại. XL đen đá, XL vàng đá. Rồi lò vàng đá nhìn tiếp nha, lò vàng đá 50kg trở lại. Lò vàng đá 50kg trở lại, lò vàng đá 50kg trở lại. Ít lò đen đá cho mơ đặng. Ít lò đen đá mơ đặng. Rồi còn ít lò vàng đá là và lò vàng đá. Này hả? Không, để con đi con quăng ra từ từ cho. Dạ. Ba ít sọc 62 ký trở lại. Yến Vi Nguyễn Ngọc ở Trà Vinh đi đơn hai bộ ok em. Một cái ít lò, cái lò đó nè. Ba ít sọc. Ba ít sọc. L xanh 50kg trở lại. Rồi L xanh nhìn tiếp nha, 50kg trở lại. L xanh. Rồi cái này chốt cho tiếp là 2x nâu. Hai ít nâu cả nhà ơi, 58 chỉ cho lần tiếp nha, hai ít nâu. Ít lò sọc. 3 ít sọc 62 chỉ cho lần. Lò hồng da 50 kg trở lại, ở lò hồng da. 50kg trở lại nha, lờ hồng da 50kg trở lại. Lờ nâu 50kg trở lại, mã lờ nâu. Rồi chị mơ đặng, em đọc bộ nào đó chị? Em đọc chị bộ nào là có bộ đó chị. Hình như chị mới có một bộ thôi nha, mơ đặng. Rồi lờ cam 50kg trở lại. Mơ đặng là đen đá đó chị. Nãy em nhớ em đọc chị là đen đá. Ít lờ xám 56kg trở lại. Ít lờ xám 56 kia cho lại cả nhà ơi, ít lờ xám. Lờ lá là 50 kia cho lại. Lờ lá 50 kia cho lại cả nhà. Mã lờ lá cho em 50 kia cho lại. Lờ cam Lý Ngọc Tuyền. Mờ tờ Lê ở Hậu Giang hai bộ đi đơn. Cái chữ màu cam á. Đó đó là cam ngay tay em kìa kìa. Đây nè, cam bên đây nè. Ừ, đúng đó. Cái đó là cam đó. Ừ, nãy chị đọc cam. LA 50kg trở lại. Rồi LA nha, 50kg trở lại. LA. XL xám. Xám là bộ nào? XL xám. Em like qua biết bao lâu. RA cho Diễm Quỳnh. XL xám quăng lên coi. Vậy em like qua lâu mấy chị đặt liền nha. Mấy chị đặt lâu quá rồi, em không nhớ mã nữa.
Rồi Hồng Nhiên nè, phải bộ này không? Cái lời sáng phải bộ này không? Em like qua cả lúc rồi. Nhiên Nguyễn phải bộ này không? Ít lời sáng phải bộ này không? Đó, em like qua cả lúc rồi nè. Em biết phải bộ này không? Chưa có dám chốt nè. Hai ít chữ 58kg trở lại. Hai ít chữ nha, 58kg trở lại, hai ít chữ. Mã là sai vậy sao khó đọc lắm. Hai ít chiếc lá 58kg trở lại. LB 56kg trở lại. LB 56kg trở lại. Rồi Hồng Nhiên đúng rồi nè. Hai ít chữ cho Nguyễn. Nguyễn thiệt. Hai ít chữ. Hai ít chiếc lá có hình chiếc lá 58kg trở lại. Rồi LB 56kg trở lại. LB lờ đỏ 50kg trở lại. Lờ đỏ nha, 50kg trở lại. Lờ đỏ. XLB mơ đặng. Mơ đặng XLB. Rồi đây. Rồi lờ xanh bi 50kg trở lại. Lờ xanh bi 50kg trở lại cả nhà ơi. Lờ xanh bi 50kg trở lại. Biết lờ bi hết. Lờ xanh bi. Cố gắng like cho mấy chị đủ đơn nè. À, em like tới 5 giờ. Rồi cái này cả nhà ghi cho tiếp là 2x nâu 58kg trở lại nha. 2x nâu 58kg trở lại. 2x nâu. Nâu 2x nâu. XL cam. XL cam cả nhà ơi. XL cam nha. Là cam còn gì em lấy đó chị ơi. Bây giờ còn gì em lấy cái đó nha. Tại hàng bên em hàng lẻ sai. Ừ. 2x cổ 58kg trở lại. 2x. Bên em lẻ sai em còn gì em lấy đó. 2x cổ. Rồi lờ xanh đen nè, 50kg trở lại. Lờ xanh đen. Năm mươi kg trở lại. Rồi chốt mình tiếp nha. Lờ xanh đen 50kg trở lại. Lờ xanh chữ 50kg trở lại. Lờ xanh chữ 50kg trở lại. Cái lờ đá có đá ngay đây 56 biết chưa ạ. 2x cổ cho chị Lan Tô. Cái lờ đá có đá ngay đây cả nhà. XL đá. Rồi mặc XL Thiên Phúc ơi, 55kg mặc XL. Thích ôm thì mặc L. Mét 50 mét 64 hả? 55kg thích mặc ôm sát vô người mặc L thích thoải mái thì XL. XL đá nha. Rồi 56 chứ cho lại. Rồi lờ đỏ 50kg trở lại. Lờ đỏ 50kg trở lại. Lờ đỏ. XL
cam chữ, XL đá, Lê Thị Dung XL đá. Rồi, XL cam chữ 56kg trở lại. XL cam chữ 56kg trở lại. Đây, cam chữ. Rồi, L hồng chữ 50kg trở lại. L hồng chữ 50kg trở lại. Rồi, chốt đơn L hồng chữ 50kg trở lại. Hai XA cả nhà 58kg trở lại. Hai XA 58kg trở lại. Hai XA 58kg cho lại. Rồi chốt đơn 2XA tiếp nha. 58kg cho lại. Lê Thị Dung ở Thủ Đức đi đơn ok chị. Hai bộ đi đơn ok chị. 4XA 65kg cho lại. 4XA 65kg cho lại. 4XA XL cam chữ Uyên Thư. Hai XL cam chữ Yên Thư. Rồi cái này L hồng chữ nha, 50kg trở lại. 4XA 65kg trở lại. Rồi cái này chốt cho tí là 3XB nè, 62kg trở lại. 3XB 62kg trở lại tiếp nha. 2XB 2X8 58kg trở lại. 2X8 58kg trở lại tiếp nè. Rồi chốt đơn tiếp 2X8. Rồi 2XB luôn 58kg trở lại. 2XB 58kg trở lại. 2XB 2XB. Rồi đỏ cả nhà ơi, 50kg trở lại. Rồi đỏ. Lờ đỏ một tiếp nha, 50kg cho lại. Mã lờ đỏ. Rồi, lờ đỏ 50kg cho lại. Bay đỏ 62kg cho lại. Bay đỏ 62kg cho lại. 2XB Loan Kim bay đỏ 62kg cho bạn. Nó mấy ý? Rồi bay đỏ Loan Trương 5X xanh 70kg cho bạn. 5X xanh 70kg cho bạn. 5X xanh 70kg cho bạn. 5X xanh. L đỏ Thiên Phúc XL xanh lá 56kg cho lại. XL xanh lá. XL xanh lá 56kg cho lại. XL xanh lá 56kg cho lại. XL xanh lá. Vừa nhận đơn rồi ok Nguyễn Châu. Rồi cái này chốt cho tí là 3X đen bi. 3X đen bi 62kg trở lại. 3X đen bi 62kg trở lại. Mẹ ơi cái này nè mẹ. Rồi 3X nâu 62kg trở lại. 3X nâu
62 chứ cho bạn tiếp nha. 3x nâu. 2x bây giờ không thấy 2x. Đây. 2XA 58 chứ cho bạn. XL xanh lá, 3X đen bi cho Loan Kim. Loan Kim nè, 3X đen bi nè, đen bi. XL xanh lá, Uyên Thư, bộ đang mặc khó rồi khắp. Rồi, 2XA nè, 58 chứ chưa. Đây, 2XA. XL xanh lá, chứ đã chốt rồi, chốt rồi. Rồi LB. LB nha, 50 kg cho lại. LB. 50 kg cho lại, mã LB. 50 kg cho lại. L xanh dương 50 kg cho lại. L xanh dương 50 kg cho lại. XL xám đi mấy chị, XL xám luôn đi. 56 cái cho ạ. 2X xanh. Quang Duy Trần 2X xanh luôn. Quang Duy Trần 2X xanh. Nè, xanh này, cái này. Rồi, chốt cho tiếp nha. XL xám 56 chứ cho lại. L xám. Ba x xám 62 chứ cho lại. Ba x xám 62 chứ cho lại. Sai ba x. Ba x xám 62 chứ cho lại. Rồi, XL xanh 56 ký cho bạn. XL xanh 56 ký cho bạn. XL xanh. Năm sáu ký cho bạn. 4X xám 65 ký cho bạn. Bốn x xám 65 ký trở lại. 4X xám. XL đỏ 56 ký trở lại. XL đỏ 56 ký trở lại. Ba x hoa xanh, xanh xanh như thế này. Ba x hoa xanh. 3X hoa xanh 62 ký cho lại. 3X hoa xanh 62 ký cho lại. À cảm ơn Ngân Lê. L lưới 50 ký cho lại. 3X hoa xanh chốt cho Loan Kim. Ai bấy hoa xanh. Rồi cái này chốt em L lưới nha, 50 kg trở lại size L. L lưới 50 kg trở lại size L. Rồi chốt đơn cho tiết L lưới 50 kg trở lại. L lưới giùm em 50 kg trở lại. Ba x b 62 ký cho lại. Rồi ba x b 62 ký cho lại. Đây ba x b 62 ký cho lại. Rồi bộ em mặc chị nào chốt đi, chị kia chốt không, bộ không chốt đơn được, lấy bộ mặc chốt cho em nha. Bộ mặc xl 55 ký cho lại. Ai lấy
bộ em mặc chốt nha, bộ mặc XL nha. Chị kia đặt bộ rồi cho nên không có chốt đơn được ha, cho nên là chị nào là có đơn rồi chốt giùm em đi bộ mặc. Bộ mặc XL chốt lên giùm em nha. Rồi chị nào có đơn đi nha, ưu tiên có đơn để cùng đơn nha. Bộ mặc XL hoa hồng. Rồi XL đen, bỏ giấy kia lấy bộ mặc XL cho hoa hồng. Rồi XL đen nè. XL đen nha. Rồi 56 phía cho lại, 56 57 phía cho lại. XL đen. Đó ưu tiên cho ai có đơn đi, tại vì giờ một bộ bên em không có đi hàng được mấy chị ơi, hàng giờ đi khó quá, đi hai bộ trở lên thì tiếc nha. XL đen. Rồi XL xanh lá 56 kia cho là XL xanh lá 56 kia cho là chốt đơn XL xanh lá. Rồi 5XA nè, 70kg cho là 5XA XL xanh lá trung vỏ văn. Rồi 5XA nha, 5XA này 70kg trở lại nè, 5XA. Giờ em ưu tiên cho chị nào có đơn để đủ đơn nha, mấy chị thông cảm nha, tại 5 giờ em nghỉ rồi. XL phối nè, 56kg trở lại. Rồi trung vỏ văn hai bộ đi đơn ok khách nè. Rồi XL phối dùm tiếp nha. XL phối 56kg cho lại. Rồi mấy chị thông cảm, tiếp sắp nghỉ rồi, nghỉ like 5 giờ tiếp nghỉ rồi, cho nên ưu tiên chị nào một bộ để em đi đơn ha. 5XA 70kg. XL đen này 56kg cho lại. Rồi XL phối cho tiếp nè, 56kg cho lại XL phối. L đỏ 50kg trở lại. L đỏ này cả nhà 50kg trở lại. Cái L phối tiên đổ. L đỏ 50kg trở lại. Rồi 2X đen nè 58kg trở lại 2X đen. L đỏ thì Diễm Quỳnh 2X đen 58kg cho lại 2X đen. XL vàng 56kg cho lại. XL vàng 56kg cho lại. 2X đen và XL vàng. Nhà 56 57 kia cho lại. 2X sắc nắp 56 57 kia cho lại. 2X sắc nắp dùm cho tiếp nha. Rồi 56 57 kia cho lại 2X sắc nắp. XL vàng nha tiên đổ. Màu hoa xanh 56kg trở lại. XL hoa xanh 56kg trở lại. XL hoa xanh 2X sắc nắp Quang Duy Trần. XL hoa xanh 56kg trở lại. Rồi XL xanh lá 56kg trở lại. XL xanh lá 56kg cho lại. XL xanh lá
Rồi 3 ít da 58 chứ cho là 3 ít da. Rồi em có ghi bên dưới Võ Thị Thảo. Đọc ghim giùm em nha. Thấy đen chốt rồi, hoa hồng Phạm ơi chốt rồi. 3 ít da nè chị, 58 chứ cho là 3 ít da. Yến Hương Trinh dồn đơn sáng nè, 3 ít da. Lờ hoa xanh 50kg trở lại. Lờ hoa xanh 50kg trở lại. Lờ hoa xanh 50kg trở lại. XL Real 55kg trở lại. XL Real 55kg trở lại. XL Real 55kg trở lại. XL Real. Ba ít lưới 62kg trở lại. XL Real cho Tiến Đổ. Tiên Đổ. XL Real Tiên Đổ. Ba ít lưới 62kg trở lại. Đây, 3 ít lưới 62 chứ chưa ạ. 3 ít lưới Nguyễn Thị Thúy Hoàng. XL sọc 57 chứ chưa ạ. XL sọc 57 ký cho là XL sọc. Đẹp quá nè. L lưới 50 ký trở lại. L lưới 50 ký trở lại. L lưới. Rồi 2 ít bi 58 ký cho là 2XB 58 ký cho là. Rồi chốt đơn cho tiếp 2XB 58 ký cho là. Nguyễn Thí 2XB cho đủ đơn nha. Ưu tiên cho mấy chị một bộ đi để đủ đơn nè. Tiếng like từ sáng tới chiều nè. Cho nên là ưu tiên đủ đơn nha. Mai chốt đơn rồi. Lờ xanh dương 50kg trở lại. Lờ xanh dương nè 50kg trở lại. Mã lờ xanh dương 50kg trở lại. Ôi mặt hết rồi chị. 3X Real 62kg trở lại. 3X Real nha 62kg trở lại. 3X Real 62kg trở lại. Rồi xanh dương thì 50kg trở lại. Nguyễn Thị Thúy Hoàng 3X Real. Rồi XL lưới nè cả nhà 56 ký cho là XL lưới. 56 ký cho là tiếp nha, XL lưới nè. 56 ký cho là. Rồi đồ em mặc hết rồi chị. Em chốt rồi chị ơi. 3X hoa xanh 60 ký trở lại. 3X hoa xanh 60kg trở lại. 3X hoa xanh 60kg trở lại nha. 3X hoa xanh với XL lưới. Rồi
Rồi 3 ít hoa xanh Yến Vân Trinh. Rồi XL xanh lá 56 kg cho là XL xanh lá. Kim Nguyễn mạng bị chậm á, bị lên sao nè. XL xanh lá thì tiếp nha. 56 kg cho là. Lờ lưới cả nhà ơi, 50 kg trở lại nha, lờ lưới 50 kg trở lại. Tiếp lờ xanh lá, tiên đổ. Rồi lờ lưới này 50 kg trở lại. Tiếp lờ đỏ 56 kg trở lại, tiếp lờ đỏ. Đây 56 với cái là XL đỏ. À lờ lưới, lờ lưới luôn. Bộ này cũng lờ lưới luôn, lờ lưới 2 bộ. Lờ lưới 2 bộ. Rồi Vinh Nguyễn XL đỏ mới có bộ nha tình yêu nha. Vinh Nguyễn mới có bộ nè. Lờ lưới cả nhà ơi. Cái đó mấy ít em? Cái này nè, không có 2 ít, chị Loan Kim không có 2 ít lưới nha. Rồi tiên đổ cuối lay đơn ok em. Cái này chỉ có lờ lưới thôi, không có 2 ít lưới, lờ lưới thôi. À Vinh Nguyễn sang bộ dồn đơn ok khách nha. Rồi tại chứ không nhớ buổi sáng có thì cứ báo tí tí soạn. XL đỏ cho Loan Kim. XL đỏ chốt rồi nè. XL đỏ chốt hả? Chốt cho Vinh Nguyễn rồi đó. XL đỏ hả? Rồi chị Loan Kim em chốt Vinh Nguyễn rồi. XL đỏ em chốt rồi hết rồi nghe chị. 3XB 62 chứ cho là 3XB 62 chứ cho là 3XB 62 cái cho là. Rồi Nguyễn Thị Thúy Hoàng 3XB. Hai ít lá nè, 58 cái cho là hai ít lá. 58 cái cho là. Rồi hai ít lá nha cả nhà, 58 cái cho là hai ít lá. XL caro 56 chứ cho là. XL caro nè 56 chứ cho là. 2 ít lá Minh Hùng. Minh Hùng có 2 ít lá. XL caro 56 chứ cho là. XL caro. Rồi 2 ít chữ cả nhà ơi. Hai chữ 58 chứ cho là. Hai chữ. Ai. 58 chứ cho là. Chốt đơn mình tiếp 2 ít chữ. Rồi Nguyên Bích 2 ít chữ. 3 ít caro 62 chứ cho là. 3 ít caro 62 phía cho là 3X caro 62 phía cho là. Quá đẹp. 2X đen 58 phía cho là 2X đen. Rồi 58 phía cho là. Rồi chốt đơn một tiếp nha. 2X đen nè 58 phía cho là. 3X caro cho Minh Gia 2X đen cho Hân Đình. L xanh dương 50 kg trở lại. L xanh dương 50 kg trở lại nha. L xanh dương 50 kg trở lại tiếp.
là xanh dương. Là xanh dương 50kg trở lại. Xanh bi 56kg trở lại. Cái lờ xanh bi 56kg trở lại. Cái lờ xanh bi. Rồi 3x xanh bi 62kg trở lại. 3x xanh bi 62kg trở lại. 3x xanh bi nha. Rồi x lờ xanh bi 56kg trở lại. Rồi tí có sai gì tí lên sai đó. Hàng lộn xộn sai. Năm ít lỡ, ba ít xanh bi giá Hân Đình. Năm ít lỡ liền lỡ 70kg trở lại. Năm ít lỡ 70kg trở lại. Rồi sắp chốt đơn cho tiếp. Năm ít lỡ 70kg trở lại nha cả nhà. Năm ít lỡ. Bốn ít lỡ. Ít lờ xanh bi Tô Trinh. Tô Trinh có ít lờ xanh bi. Bốn ít lỡ 65kg trở lại. Bốn ít lỡ 65kg trở lại. Bốn ít lỡ 65kg trở lại. Thấy xanh bi hết rồi chị Loan Kim. Rồi 2XB 58kg trở lại. 2XB to giãn nè em. Ủa chị tưởng đâu là em bán qua cái loại này rồi Hân Đình. À giãn hả. Rồi chốt đơn 2XB 58kg trở lại. 4X lỡ cả nhà. Như đúng mã em nha. Rồi chị Nguyễn Thị Thúy Hoàng có 4X lỡ. Ok chị. 4X lỡ em còn bộ nha. Chị nào lấy chốt cho em 4X lỡ em còn bộ luôn. 2XB cho Hân Đình. Đây 3X lưới. Em mua mặt hả? Thấy mua nhiều tưởng bán chứ. À có giãn. Giãn, nói chung là mình mặc vô đứng lên ngồi xuống thoải mái, co giãn thoải mái. Đây 3X lưới nha, 62kg trở lại. 3X lưới, 62. Lưới này cũng có giãn luôn nè đó. Rồi cái này cũng có giãn luôn. Bây giờ đa số là co giãn để mặc cho thoải mái. Rồi chị Yến Hương Trinh đi luôn. Đi đơn luôn khỏi gọi nha tí. Ok, ok chị yêu. Bên đây lạnh mặc đồ này ấm. À vậy hả em. Hồi sáng một bộ nữa. Dồn đơn khỏi gọi cho Tố Trinh. Ok Tố Trinh. 3X nâu 62kg trở lại. 3X lưới và tuyết tuyết. Phải không, mình còn lưới không à, rồi. Rồi 3X nâu 62kg trở lại. Chị Nguyễn Thị Thúy Hoàng, chị ơi mình khách mới 5 bộ này chị. Đặt thêm thì cọc cho em chốt thêm nha chị. Khách mới em chốt tối đa 4 bộ, nếu mà cọc thì em chốt thêm. À chào Trần Mỹ Chi. 3X lỡ cả nhà ơi, 62kg trở lại. 3X lỡ. Rồi số tài khoản em có đăng trên trang like nha chị. Đặt cọc ít nhất 100.000 giùm em nha. Bộ này bộ rồi 3X xanh lỡ nè, 62kg trở lại cho tiếp nè cả nhà. Bộ mặt tiếp chốt rồi cả nhà ơi. XL vàng. XL vàng nhìn tiếp nha, 55kg trở lại. XL vàng 55kg trở lại tiếp nè. XL vàng
55 kg cho là cái lò vàng như trong trong phòng còn mấy cục không vậy? Còn mình chưa sẵn. Ủa, sách ra rồi hả? Cái lò vàng còn phía bên đây không biết phải không? Không, chỉ có một góc đó thôi. À, chị để góc. Rồi Trần Thị Bảo Xuyến, cái lò vàng. Rồi có đặt thêm mày cọc dùm tiếp nha. Bạn mình khách mới không cảm dùm tiếp nha. Rồi chốt đơn cho tiếp mã này là 3X đen nè, 58 kg cho bạn. 3X đen 58 kg cho bạn. Rồi Thao Ngọc ơi, sau bơm của chị hai đơn hàng đó em. Giờ mua lại cọc nha em nha. Size L nhỏ nhất hai thanh Trần ơi. Rồi lờ xám 50 kg trở lại. Lờ xám. Mã lờ xám giùm tiếp nè. 50 kg trở lại lờ xám. Rồi 3X đen. 3X đen nè. 3X đen. Đẹp lắm, mày đem nhìn coi nè. Ít lờ nâu 56 kg cho bạn. Ít lờ nâu 56 kg cho bạn. Tiếp nha, ít lờ nâu. Mấy bộ nữa tiếp nghỉ rồi cả nhà ơi. 3X chiếc lá nè, 62 kg cho bạn. 3X chiếc lá 62 kg cho bạn. Rồi thôi nghỉ nha cả nhà ơi. Cả nhà lưu ý giùm em nha, một bộ bên em không có gọi chốt đơn nha, bên em gọi hai bộ trở lên. Chị nào có một bộ là em không có gọi nha mấy chị, tại giờ giao hàng khó quá, với lại cái hàng nhà em cũng đã sale rồi, cho nên là em chốt hai bộ trở lên nha cả nhà. Ngày mai em không có like, ngày mai em gọi chốt hết. Rồi ngày mốt em mới like. Rồi tạm biệt cả nhà nha.